Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN đã dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chủ trì tại Nhà Trắng nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. Tổng thống Biden bày tỏ vui mừng được chào đón các lãnh đạo ASEAN, coi đây là cơ hội tuyệt vời để các nhà lãnh đạo cùng đánh giá và định hướng quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo nhất trí, quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ phát triển năng động, mạnh mẽ trong 45 năm qua, vượt qua không ít thử thách và đạt được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thống Biden khẳng định coi trọng và mong muốn nâng tầm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ, cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng thống Hoa Kỳ công bố gói các sáng kiến trị giá hơn 150 triệu đô la Mỹ để từ đó thu hút khu vực tư nhân đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án hợp tác về trao đổi thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực y tế, hợp tác biển, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị, nhấn mạnh giữ vững hòa bình, duy trì ổn định phải được coi là quan tâm hàng đầu của cả ASEAN lẫn Hoa Kỳ. Thủ tướng trông đợi Hoa Kỳ luôn ủng hộ ASEAN giữ vai trò trung tâm trong các tiến trình ở khu vực châu Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cùng đóng góp xây dựng đường hướng mới cho các khuôn khổ hợp tác do ASEAN chủ trì, cùng ASEAN đối thoại chân thành trên cơ sở lòng tin và trách nhiệm, ủng hộ giải quyết các khác biệt, bất đồng dựa trên các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. Thủ tướng nhấn mạnh nhu cầu khôi phục dòng chảy thương mại, đầu tư, khẳng định Việt Nam sẽ áp dụng những biện pháp tốt nhất hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, kết nối với thị trường ASEAN đầy tiềm năng. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ ASEAN phát triển xanh và bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, đẩy nhanh các nỗ lực phục hồi toàn diện và bền vững. Trước những tác động và hệ lụy phức tạp của các thách thức phi truyền thống, Thủ tướng nhấn mạnh cần xây dựng cách tiếp cận toàn cầu trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Các nước ASEAN mong tiếp tục hợp tác và nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong củng cố và nâng cao năng lực y tế, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, đồng thời ứng phó hiệu quả với các thách thức khác như suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu. Thủ tướng bày tỏ lạc quan về sự bứt phá mạnh mẽ của quan hệ chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ trong tương lai, khẳng định Việt Nam sẽ tích cực đóng góp nâng tầm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của các nước ASEAN và Hoa Kỳ, cũng như cả khu vực và thế giới. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ nhất trí ủng hộ thiết lập đối tác chiến lược toàn diện, trông đợi mối quan hệ này phát triển thực chất, hiệu quả và cùng có lợi. Theo dự kiến vào chiều ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương, hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại thủ đô Washington, D.C.